khá là buồn, với lại là ông xò một chút cô bác ạ. Trước cháu Lực cũng đã dặn bảo là trong quá trình mà làm nhà ấy thì ông để ông là không phải là đi đâu mà làm thuê nữa. Ở... Sao về rồi à? rồi thế là lâu lắm rồi không gặp Mạnh ấy nhở. Thế Mạnh đi học là chữ A ở đâu? Chữ A ở đâu? Chữ A ở đâu? Đâu học đến bài nào thế nào? Con vịt ở đây à? Thế con vịt con ở đâu? Con vịt con ở đâu? À đấy á. Tí nữa thì đổ xe rồi. Đúng là đang ra đến chỗ khó, hai anh em cũng ai cũng tự cứu lấy bản thân của mình thôi chứ này. Này mà sơ sẩy một cái là chân phanh mà tuột cái là đi tít xuống dưới kia luôn đấy cô bác. Xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ, để mà cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho hai ông cháu, cho tất cả các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh Bản Em cùng biết mấy anh em thợ đã hoàn thiện tới cái cung đoạn nào rồi các bác nhé. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video. Và hôm nay thì cháu Lực là lấy xe được để cái chỗ nơi quen thuộc của cháu Lực rồi các bác này. Bây giờ thì đi bộ thì nó cũng đỡ vất vả hơn một chút. Như được gần hơn một tháng rồi, hơn một tháng từ khi mà sạt lở từ trên đoạn đường nhà anh Phòng ấy, thì cháu Lực cũng không có lấy xe được đi xuống cái này nữa. Hôm nay đi xuống thì cháu Lực cũng có chở cho mấy anh em thợ là thêm là một bao xi của bác ạ. Một bao xi vừa rồi thì không may là đến đây thì bị đổ xe. Bị đổ xe thành ra là bị rách mất là chỗ này một chút rồi cô bác này. May là một tí nữa là không bị là đi xuống cái hùm dưới kia của bác ạ. Tại vì là đi xuống cái kia thì cái trở nặng ấy cô bác. Phanh của cháu Lực này là vừa rồi là bóp là nó bị không bị nhả của bác ạ. Thành ra là chật một đường dài từ trên kia ra đến đây là bị đổ luôn. Lại bị đổ ra đây xong mà xe này kia là còn bị xước sát là một chút rồi các bác. Đấy, nhưng mà cũng không có đáng kể gì cả. Rất là may là không bị lăn đi xuống cái kia và không bị đến ảnh hưởng tới thân thể một chút các bác. Hôm nay đi xuống thì cũng có mua thêm là đồ cho mấy anh em thợ nữa. Trong cái quá trình mà làm đấy các bác thì nó bị trong quá trình làm nhà đấy thì khi mà mình lấy đồ xuống ấy nó bị thiếu những cái đồ lặt vặt rất là nhiều các bác ạ. Những lúc mà lại mình lấy vật liệu vào thì xem như cái nào mà mình chỉ kê ra thôi. Còn khi mà lắp ống lắp yếc lên đây, đôi lúc thì xuống đây thì từ trên kia xuống thì mua ống thì lại thiếu keo, thành ra là lại tiếp tục là quay trở lại. Hôm nay thì cũng là ngày thứ sáu rồi cô bác ạ. Có lẽ là buổi chiều nay thì cháu Lực sẽ được gặp là bé Mạnh rồi. Cũng đâu đó là tầm độ hơn 2 tuần rồi các bác. 2 tuần rồi là không có gặp bé Mạnh cả. Nhà của hai ông cháu thì rất là quen thuộc với lại là các bác rồi. Hầu như là xe máy là không có lấy được xuống. Trước kia thì mấy anh em thợ có lấy xe máy đi xuống cái kia thôi các bác. Có lấy xe máy đi xuống cái kia để mà đi xuống cái kia chở cát. Nhưng mà hai ông cháu thì cũng gọi là hầu như là đi xe hai cẳng hết cả không bác ạ. Hai ba năm là cái con đường này là ông buổi sáng là thường là đưa Mạnh đi học. Lúc mà Mạnh còn nhỏ thì buổi chiều lại tiếp tục là đi đón. Lớn lớn hơn một chút rồi thì cùng các bạn này về. Ra phía bên này thì có một cái ngôi nhà là nhà của bố mẹ em Quyết đấy cô bác, là hàng xóm duy nhất của ông thôi. Đấy, gọi là gần nhất rồi cô bác. Đấy, gần nhất nhưng mà cách đâu đó là tầm độ là ít nhất phải tầm 500 m. Đấy, còn ra phía bên kia thì là đi qua hàng xóm là quả đồi bên kia rồi, phải qua cái khe suối bên kia. Thời tiết thì mấy hôm nay là nắng rất là mạnh của bác ạ.
Giờ này là cháu được nhìn thấy là có mấy cái thửa ruộng như này cô bác này, còn khô hết cả đi, còn không có nước ấy. Cháu được thấy là ở bên kia là có một cái khe suối ra mà, nhưng mà thấy là nhà của bác này là không chịu về thả nước này, chắc là do là bị dò nước đấy cô bác. Tưởng là trên này xuống đang nghe. Úi dồi ôi, hôm nay thì anh bạn này là còn nên đón xa hơn nữa không? Mỗi anh bạn là trắng trắng thôi, còn là một anh bạn nữa. À đây này, con này là con mẹ của bác này. Đây này. Ai mà xuống không quen là thấy hai con chó này là sợ luôn đấy các bác. Đợt mà cháu Lực xuống là còn chưa có con trắng này đâu, có mỗi cái con kia thôi. Ồ, nào 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 nào, nó biết liếm áo. Chó này thì ông không tắm một tí nào cả, cho nên là hơi dậy dậy mùi một chút. Ôi dồi. Được, mấy anh em thợ thì có lẽ là đang nấu cơm trưa rồi các bác ạ. Có lần thì cháu Lực xuống thì mua thức ăn cho mấy anh em thợ, còn là có những cái lần thì mấy anh em thợ là tự túc mà mua. Cái này thì phần ăn uống của mấy anh em thợ đấy thì cũng không có nằm trong cái khoản mà khoản mà ấy cả, là khoán thẳng cho mấy anh em thợ là tự ăn không có nuôi đấy. Ra bên này là có vẻ như chị đang nấu cơm mà chị. Ô này là có con của chị xuống nào. Nay không đèo à chị? Cường hôm nay không học à Cường? Hả? Không đèo à? Không học à đấy? Ngại lắm không dám nói chuyện đâu các bác. Lấy kẹo mút không? Hả? Này. Có phải kẹo mút không? Có phải không? Không trả lời các bác. Vừa rồi thì mua một chút kẹo cho con của anh Phòng. Bố đi đâu rồi? Hả? Anh Mạnh về chưa? Này, chú cho này, cho này. Đấy, chưa biết nói chuyện đâu các bác ạ. À, biết nhưng mà chập chành là biết nói tiếng Nùng là nhiều thôi, tiếng phổ thông thì không biết nói mấy. Mới đi học là được mấy tháng rồi. Có mở được không? Nhìn trông cute đáng yêu ấy nhỉ. Cho chú lấy mú này nhá. Hâu bà hâu. Hâu bà hâu. Mình cho tôi cái cường một chá. Ây dạ. Nhưng mà không trả lời đâu ấy. Thanh niên này. Cậu nào cho chú bóc cơ nào. Chú mời cho nào. Ấy được rồi. To cái mẹ. Bố mày nè. Bố mày ra. Bố cúng mày ra. Hả? Ông đi đâu rồi chị? Ông sáng bảo đi làm hay sao? Đi làm á? Vâng. À. Ông ấy đi làm việc gì chị có biết không? Sáng đi cùng bảo là đi làm hộ tao làm chủ cho công hay sao ấy. Vâng. À. Hôm trước thì ông có nói với cháu Lực rằng là mặc dù là được các bác là giúp đỡ là làm nhà rồi đấy, nhưng mà ông là đâu có việc gì là lúc nào mà rảnh rỗi là ông là đi làm thuê không bác? Ôi, đang làm gì cô? Ôi, chào anh Phong nhá. Chào anh nhá. Cái này anh. Thời tiết hôm nay có vẻ hơi nắng đấy anh nhỉ?
Ui, chào chú Toán nha, cẩn thận chú nha. Cho nó phẳng hơn này chú. Bàn thái này ốp một tí là xong đấy chú nhỉ. Đang ốp chân này chú. Bàn thái này thì là các chú là hoàn thiện rồi các bạn. Dạ. Ốp thế thì nhìn nó mới to hơn chú nhỉ. Anh nhà thợ đang cắt gạch cho nên là khá là ồn quá. Vừa rồi thì em mua đồ xuống đây quên mất rồi. Lại quay lại lên lại một chút. Đồ của chú đâu rồi Cường? Hả? Kéo mút rồi à? Anh Mạnh đâu? Chưa về à? Mạnh đừng ma mà. Chưa, Mạnh. Đi Mạnh ô an đừng ma nào Mạnh. Hả? Chị là đun nước hay nấu cơm chị? Đun nước. Đun nước để uống thôi nhỉ. Thời tiết này nắng nóng này thì khát nước rất là nhanh. Cái đồ trên sáng này thì là người ta bán sẽ hơi đắt một chút cũng lắm. Thì lấy cát này là mua 70.000 thôi. Đá này rất là cứng các bác ạ, thực ra là cắt là khi mà cắt đấy các bác nhìn thấy là toát hết, tét hết cả ba cái tia lửa luôn. Có vẻ như là cắt hơi khó nhỉ, đây anh. À, thưa các bác, hiện tại thì mấy anh em thợ đã nghỉ là ăn trưa hết rồi. Chú Toán, vợ chồng của chú Toán thì là ở ngay gần đây, là ra phía bên kia đấy các bác. Con của chú thì ai cũng đi học hết rồi. Thành ra là mỗi lần mà nghỉ trưa về thì các chú, vợ chồng của chú thì về lại cho lợn này, cho gà ăn. Với lại là thái cỏ cho trâu nữa. Rồi thì buổi chiều hai vợ chồng chú thì mới lại từ bên kia về. Còn vợ chồng của anh Phòng thì là ăn cơm ở nhà ông các bác. Nhà của anh Phòng thì là xa hơn. Và thứ hai thì là vợ chồng của anh Phòng thì hiện tại ra ở với lại là bố mẹ. Cho nên là cũng ở nhà thì cũng có ông bà để mà cho lợn cho gà ăn đấy cô bác. Nhà của anh Phòng thì là ở ra phía bên kia đấy, do nhưng mà bị sạt lở đấy, cho nên là chuyển hết đồ đạc cũng như là gia súc gia cầm, còn sót lại là ra bên nhà bố mẹ. Còn bên trong nhà thì hiện tại là mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện đâu đó là hòm là phần trong nhà thì đã xong, gần xong hết rồi các bác. Ở đây thì hiện tại là gạch thì đang còn thiếu một chút của bác. Gạch còn thiếu thì vừa rồi cho Lực cũng đã liên hệ với lại là người ta lấy gạch lên rồi các bác, là chở cho Lực là một chút gạch nền với lại thêm là một chút là gạch trắng nữa cô bác ạ. Ở bàn bếp thì mấy anh em thợ đã ốp đâu đó là xong hết rồi các bác. Còn ở dưới phần chân thì hiện tại cái phần gạch nền thì các bác, gạch nền đang hết ấy. Cho nên là cho Đức sẽ
lấy bổ sung sau, thì chiều nay sẽ tiếp tục là lấy vào. Và trong nhà vệ sinh thì mấy anh em thợ đã ốp là hầu như là hoàn thiện phần tường rồi các bác. Còn là cái phần nền này thì là đến có thể là ngày mai mấy anh em thợ mới đi vào và hoàn thiện được. Ra phía bên này thì cháu Lực lựa chọn là cái chỗ này là để mà cái bồn là rửa tay đấy các bác, và cháu Lực cũng có làm thêm ngăn tủ nhỏ nhỏ nữa để cho ông với lại Mạnh sau này thì có thể là để kem đánh răng hay là để đồ đạc ở trong này các bác. Ở nhà vệ sinh thì hiện tại là mấy anh em thợ đã hoàn thiện là như thế rồi các bác. Cháu Lực ghi hình cho các bác là xem lại là thêm một lần nữa. Đây thì cháu Lực lựa chọn là ốp là tận tới tận là 3 cái viên gạch, và đây là mỗi viên là nó rơi vào 60 phân, cộng thêm đây là 10 phân nữa, đây nữa, đây nữa thì là tất cả cái chỗ nhà vệ sinh của bác nhá. Cháu Lực là ốp là cái chiều cao của nó là sẽ rơi vào tầm độ là 2 mét. Rồi ốp cháu Lực các cái gạch trắng lên vào để cho nó tạo cái viền một chút của bác, cho nó có thêm một chút là phần là nổi bật một chút. Đấy, hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cũng khá là buồn với lại là ông sò một chút của bác ạ. Trước cháu Lực cũng đã dặn bảo là trong quá trình mà làm nhà ấy thì ông để ông là không phải là đi đâu làm thuê nữa, ở nhà và xem là mấy anh em thợ cần cái gì hay là có thể giúp đỡ cho mấy anh em thợ một chút, bảo ông là ở nhà đấy. Nhưng mà thời gian vừa rồi cháu Lực cũng xuống chia sẻ thì ông cũng bảo là đôi lúc thì cần tiền, đóng tiền học này, đóng tiền mua mắm muối mình chính này cho ông. Đây thì cái đấy thì cái điều đấy thì ông đi thì cũng đúng cả các bác. Đấy đi thì cũng đúng thôi, cũng không có gọi là đi đâu chơi hay là này nọ gì cả. Ra phía mặt là tiền này thì cũng còn một ít đồ là cần phải dọn dẹp thêm nữa. Bảo ông là ở nhà là tranh thủ là hộ cháu Lực với lại là mấy anh em thợ là dọn cái gạch vụn này các bác này để vào một cái góc nào gọn thì sau này có thể là tận dụng lại để mà mình làm những thứ khác được. Khá là nay xuống thì cũng khá gọi là bức xúc, thì cũng không gọi là bức xúc quá các bác. Đấy, nhưng mà cái điều đấy thì cháu Lực cũng không làm, cái cách làm việc đấy là cháu Lực không thích rồi. Đấy, ông về thì cháu Lực sẽ nói với lại ông chi tiết thêm. Đấy, cái gì cũng không có thể là lúc nào mà cũng có những cái sự việc mà êm xuôi nó xảy ra cả. Đôi lúc thì nó sẽ phải có là một số chuyện. Đấy, buổi chiều nay thì mấy anh em thợ chắc là tiếp tục là đi vào hoàn thiện rồi cháu Lực. Cô bác ạ, bây giờ cháu Lực sẽ phải là di chuyển là đi về nhà. Đấy, di chuyển là đi về nhà để mà xem gạch với lại là thêm là một chút những cái vật liệu mà cháu Lực còn đang lấy giang dở nữa. Lên trên kia thì cháu Lực là nhờ người ta chở là những cái đồ mà cháu Lực đã từng lấy rồi đấy lên thôi, và cháu Lực là lên trên để mà bóc vác xuống. Nay là đáng lẽ ông ở thì cả ông cháu nữa cùng lên trên để mà lấy nữa thì giúp được cháu Lực là một phần nào đấy. Có thể là một tí là sẽ gọi anh thợ là anh Phòng đi cùng cháu Lực thôi các bác. Đây, thời tiết thì nắng chang chang này, 30-40 độ C. Bây giờ thì anh Phòng thì cũng đang trong thời gian mà nghỉ trưa nữa các bác. Đây. Em là vợ chồng của anh Phòng là hôm nay là ăn cái gì đây? Cả băm. Hôm nay ăn món gì đây anh? Cá có gì ăn? Hả? Ăn cá mắm. Cá mắm à? Thêm một chút thịt gà nữa à? Ôi giời, thanh niên này thì ăn cái gì đây? Hả? Ăn mì tôm à? Đại ca về rồi. Bé Mạnh thì là về rồi cô bác này, chắc là đi học là mới về nào. Mạnh ơi, đây xem nào. Đấy. Cùng với lại là bà trẻ đúng không anh? Một tí nữa anh ăn cơm xong thì anh em mình lên trên sáng một chút không nhá. Anh nhá. Nay đi xuống thì đáng lẽ ra là các anh cũng không phải là mong muốn là ông ở nhà để mà lúc nào cũng giúp cả. Đấy, nhưng mà mình đi làm nhà cho người ta thì đôi lúc chủ nhà này cũng phải ở nhà một chút. Thì điều đấy thì nó mới ấy hơn. Nay đi xuống thì khá là ấy với ông. Để ông về thì em sẽ bảo lại với ông thêm điều này nữa. Ông thì hôm nay là đi tận đâu làm thuê anh? Đâu gần trên sáng rồi. Ông đi làm này để mà mua mắm muối mình chính thì nó cũng đúng cả, nhưng mà đúng phải tùy theo trường hợp nữa.
Anh ăn cơm đi, xong rồi tí hai anh em mình lên trên tí nhá. Cái phòng này đang bị ốm ấy nhở? Đang ốm mấy ngày hôm nay, hôm tuần này à? Thế tí lên trên thì em mang đưa cho anh mấy liều thuốc nhá. Anh ăn cơm đi, em cũng vừa ăn xong rồi. Cái cơm này là gói từ nhà xuống à anh? Đúng rồi. Cái cá không nấu được, gió thổi quá. Cái cá mắm này là cũng đem từ nhà xuống à? Vâng, cá mắm này đem nhà xuống. Có thêm mì tôm này, thanh niên này thì có vẻ như thích ăn mì tôm hơn. Hôm nay thì theo bố mẹ là đi làm ấy nhờ? Vâng. Mạnh thì không biết là đang làm gì kia. Mạnh ơi! Ăn cơm với Mạnh ơi! Rửa tay xong chưa? Ra đây xem nào. Ra đây nào. Ra đây xem nào. Khó lò mì. Đang rửa tay của bác ạ. Mà đây có giang nữa. Mà đây giang nữa. Con này thì năm nay được mấy tuổi rồi anh? Hơn 2 tuổi. Hơn 2 tuổi à? Ồ, thế là biết là xúc ăn này là giỏi đấy nhờ. Đấy, biết xúc ăn mặc dù là hơi rơi một chút của bác ạ. Ở nhà thì tự xúc ăn hay là phải bón anh? Nó tự xúc ăn. Lúc nào mà thích thì tự xúc ăn. Lúc nào vui thì các xúc ăn, còn lúc nào buồn thì... Vẫn phải bón đúng không? Vẫn phải bón. Thanh niên Mạnh thì là vừa rồi chắc là đi học về được bác. Ra ở nhà là ba trẻ ấy. Không biết là đang rửa cái gì đây, ở tay à? Mạnh đi học về rồi à? Rồi. Thế là lâu lắm rồi không gặp Mạnh ấy nhỉ? Bây giờ Mạnh cháu con có bà thế nào? Đi học về. Từ từ, tắt nước để tắt nước đã. Tắt nước, rồi, ra đây, chú đeo mic cho nào. Nào. Con chào các ông các bà. Rồi, kính chúc. Kính chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, Mạnh đã đi xuống nhà mới chưa? Chưa. Chưa à? Thế chú với Mạnh đi xuống nhà mới một tí nhỉ? Cho Mạnh đi xem nhà mới đi. Rồi, không biết là đi nhặt cái quả gì về rửa đây. Rửa để làm gì đây? Chờ. Thôi bỏ đi, không rửa nữa, đi. Đi, chú với Mạnh đi xem nhà mới nào. Chắc là rửa cái quả này để mà chơi thôi các bác. Thế là tối là ngủ nhà bà trẻ à? Vâng. Nhà bà trẻ là gần hơn đúng không bác? Nay thì đội thêm một cái mũ siêu nhân là xem nào. Ai đầu tóc không biết là có cháy không? Nào đội mũ nào. Nào đi. Nay là vở à? Vâng. Thế là mang cả vở ở đây à? À, tiếng Việt lớp 1 này của bác này. Không biết là có biết đọc không? Để ra để cùng Mạnh đi xuống dưới để mà cho Mạnh đọc xem nào. Mà anh em thợ thì ăn cơm chắc sẽ không có ghi hình nữa. Đi. Ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Đây vẫn đang mải là nghịch cái không biết là nhặt cái quả gì về cô bác để mà rửa đấy. Ra đây nào mày, anh ra đây, ra đây, đi 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 vào đây. Đi vào nhà mới xem, đi xem nhà mới nào. Đi, chú với Mạnh đi xem nhà mới nào. Mạnh đi, đi trước đi. Thế là Mạnh là mấy hôm không về rồi? Được một tuần chưa? Chưa. Không nghịch đâu, cái đấy không nghịch đâu. Rồi. Đâu, cho Mạnh đi xem nhà mới nào. Cũng mấy hôm không về rồi cô bác Mạnh nhé. Ra đây Mạnh xem cái này nào Mạnh ơi. Vẫn là đang là mải chơi ra một chút cô bác ạ. Ra đây nào. Mày là có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Hả? Nhà vệ sinh ở đâu? Thế đi xem nào. Mày đi vào đi, đi vào xem nào. Đây, đi vào xem nhà vệ sinh ở đâu. Đấy. Đây là nhà vệ sinh à? Đấy, phải không? Mày nói to cho nào. Có đẹp không? Có đẹp không? Hả? Có đẹp không? Có thích không? Về là chỉ biết nghịch là nhiều thôi. Thế mày ra đây chỉ chỗ rửa bát cho các ông các bà xem ở đâu. Chỗ rửa bát là ở đâu? Chỉ xem nào. Thế chỗ rửa bát là ở đâu? Ấy. Chỗ rửa bát là ở đâu? Có phải đây không? Đâu. Đối với Mạnh thì là sẽ hơi thấp một chút các bác, sẽ không có được rửa được ở đây đâu. Nhưng mà cháu được vẫn thiết kế là đây có một cái vòi nhỏ nhỏ nữa. Thế chỗ nấu cơm là ở đâu? Chỗ nấu cơm là ở đâu? Ở đây à?
Này thanh niên này đi học thì cầm thêm cả cái quyển vở này về nữa cô bác này. Mày ơi, mày học đến bài nào rồi? Học đến bài nào rồi? Kìa. Hả? Đừng đừng cái kia, đừng bỏ bỏ đi, tí tí nó bẩn bẩn vào đây đấy. Thế Mạnh đi học là chữ A ở đâu? Chữ A ở đâu? Đâu học đến bài nào xem nào. Thí dụ như là Mạnh nhà muốn học bài đấy cô bác này, có thể là học ở đây cũng được. Mạnh thì chỉ chữ A cho chú xem nào, chữ A ở đâu? A á đâu? A á đâu? Ớ đâu? Ớ ở đâu? Đang dở không biết là dở gì nào. Tay cầm tí ướt nhá, ướt vở nhá, hỏng đấy. Con vịt ở đâu Mạnh? Chỉ con vịt xem nào. Con vịt ở đâu? Con vịt ở đây à? Thế con vịt con ở đâu? Con vịt con ở đâu? À đấy á. Một tí là cầm sách này đi cất nhá. Chỗ này là thanh niên Mạnh là hiện tại là vẫn chưa có rửa bát tới đâu các bác ạ, vẫn còn khá là thấp. Nhưng mà ở đây là thiết kế là đối với lại những người mà người lớn chứ không phải là trẻ con. Tầm 2-3 năm nữa thì Mạnh đã có thể là rửa bát ở đây được. Đừng nghỉ cái đấy cho các chú nhá. Một tí nữa Mạnh ở nhà nhá. Rồi. Đấy, bây giờ thử nói là chào tạm biệt các bạn một tí xem nào, để chú lên trên kia xem một tí đồ nào. Con chào tạm biệt các ông các bà, thật nhiều sức khỏe. Đừng có vặn cái đấy ra nhá. Đang thanh niên này ra nó rất tò mò các bác ạ. À, thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng anh Phòng là có đi ra kia để mà lấy thêm là một chút vật liệu thôi. Hôm nay thì cháu Lực quay lại là anh Phòng thì sẽ chở thêm là một chút gạch là còn thiếu, còn là xi, thì ngày mai thì sẽ tiếp tục là chở sau cô bác ạ. Vừa rồi thì ở bên kia thì là do là chỉ có hai anh em thôi, thành ra là không có ai bóc vác, cháu Lực cũng không có thể mà ghi hình được. Anh Phòng hiện tại là đang đi số trước rồi các bác. Anh Phòng thì like là 3 hộp, cháu Lực thì like là 2 hộp thôi. Thời tiết thì hôm nay nắng rất là đẹp các bác ạ. Nhà anh Phòng xuống thì là hôm qua thì anh Phòng cùng với lại là chú Toán là cũng sửa lại các bác. Sửa lại thành ra là đi nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Và đi dễ dàng thì vẫn như mọi khi đâu các bác ạ. Gọi là lai được vật liệu đi xuống thôi. Hôm nay thì ông không có ở nhà rồi các bác. Nghe các thợ, chú thợ nói thì bảo là ông đi hộ ai, đi đâu làm thuê để mà đổ đường ấy. Không biết là cái lý do gì mà ông đi. Từ trước giờ cháu Đức đã dặn rồi, trong thời gian này làm nhà thì ông đừng có đi nhận thêm ai để mà làm nữa. Ông đi làm như này thì để mà kiếm tiền thì không đúng. Đấy, nhưng mà nó cũng phải là tùy trường hợp nữa không ạ. Phải đúng trường hợp nữa. Thì cả sau này cũng thế thôi. Chắc chắn là khi mà cháu Đức hoàn thiện nhà thì ông cũng sẽ đi ra ngoài. À, những thời gian mà ông không làm gì ấy, đi ra ngoài để kiếm thêm những cái công việc để ông làm. Thì mới có tiền là đóng tiền học cho Mạnh này, tiền là mua mắm muối mới chính nữa. Anh Phòng thì đi trước một đoạn rồi, có lẽ là cháu Đức cũng sẽ không ghi hình đâu các bác. Đường đi thì các bác không nhìn thấy được các bác. Có những đoạn thì đi rất là dễ, còn những đoạn thì đi cực kỳ khó luôn các bác. À, đoạn trên này thì còn là có một chút là đường nhựa đi ấy. À, những cái đoạn đi xuống dưới thì hầu như là không có nữa. Ra đến đây thì vừa rồi là xe của anh Toàn là có vẻ như là dây co bị tuột cô bác ạ. Tí nữa thì đổ xe rồi. Đúng là đang ra đến chỗ khó, hai anh em cũng ai cũng tự cứu lấy bản thân của mình thôi chứ này. Cháu Lực cũng chân chóng cao quá cô bác ạ, thành ra là không có dựng được đây này. Bây giờ mà đi ra quán là xe cái là đổ luôn rồi. Đang đúng ra đến cái chỗ đoạn cua nó nhất anh nhỉ. Đúng đoạn khó nhất mới gặp. Cứu lấy mình thôi.
May là xe của anh là còn có cái giá đấy. Không là có cái giá là vừa rồi là đổ hết xe đấy anh nhỉ. Còn một đoạn là từ đây đi xuống cái đâu đó là tầm độ vài trăm mét nữa thôi các bác ạ. Này kia là mỗi hộp là tầm rơi vào tầm 50 cân đó anh nhỉ. Ủa, anh thấy nặng đấy. Một hộp là 50 cân là ba hộp là tương đương với lại tạ dưới đúng không? Ôi giời, toát hết cả mồ hôi. Tiếp tục thôi về. Vâng anh. Cho mình trước đi. Này mà sơ sẩy một cái là chân phanh mà tuột cái là đi tít xuống dưới kia luôn đấy cô bác ạ. Đây bây giờ thì cho được cùng xe phải là tiếp tục là di chuyển là đi xuống dưới thôi cô bác. Đây, thưa cô bác, vừa rồi thì cho được cùng đá cùng anh Phòng là di chuyển từ trên kia để xuống đây rồi. Hôm nay thì chỉ còn lấy xuống là 5 hộp gạch thôi. Xi này một tí vác đi luôn không chú? Mấy cháu trở về đã bị thủng rồi đây này. Thế này chắc phải dùng cái túi khác mới về. Đây cho con sắp bị đổ xe xuống đây đấy. May mà còn có tí vó. Có tí vó mèo đúng không? Vó tổng hay vó mèo đấy. Vó xịn đấy. Cái này nhà để xe của nhà Quyết đấy. Nhưng mà thấy là hình như là không có xe nữa rồi cô bác ạ. Xe thì cất giấu để trên kia thôi. Tại vì đường như này thì nếu mà bị sạt cái là không có đi được nữa. Anh Phòng làm phát hai hộp chứ? Không được đâu nhỉ. Từng hộp một đi thôi. Hộp một hộp thì rơi đâu đó tầm độ là 50 cân gì đấy các bác. Không 50 cân thì chắc rơi tầm 40 cân. Hai hộp nền với lại ba hộp trắng rồi. Này thì chắc là mỗi người một hộp thôi cô bác ạ. Đi này nó nặng như thế mà chị đã con. Ừ thế này. Cao phải chị đâu nó nặng nó nặng thì có thay già thằng tây này tôi thì ba bên này con tay ba quay lo mà bà vợ của ông Toàn thì rất là lì, cái nào nặng bà ấy không vác. Này nếu mà một bao xi với lại là một hộp kia thì vác hộp thì nó dễ hơn nhỉ. Ôi này không có thìa chú, chắc ở túi nào nhưng mà thìa ấy có nhỉ, có hai thìa thôi. Vừa rồi với anh Phòng thì ở trên kia đã uống nước rồi. Còn chè thì nhường lại cho các cô. Các cô cháu lực thương thương mô cho. Mỗi người một cốc rồi. Bác có vội đi cắt cỏ không bác? Bác có vội đi cắt cỏ không? Có. Có đi xuống dưới này. À đi xuống dưới kia à? Thế hộ cháu điều một hộp gạch xuống bác nhỉ? Vâng. Vâng. Tâm. Đi không đi. Vâng. Mai cháu muốn che cho một con. Rồi thì xuống đây thì mới xuống đây thì mới gặp bác, thành ra lại phần bác lại không có rồi. Cái sọt kia để chịu được 50 cân không đây cô? Để ông bác pha sai nâng pha để pha tắm à. Ông thì vừa là pha tiếng nùng với lại tiếng phổ thông của bác. Còn dư một hộp. Cái phân này cái phân.
điệu một cái bao xi măng là bằng bằng gần bằng cân của sức của chị luôn đúng không ạ? Mua 4 lọ mà có mua chú Toán ăn thôi à? Toán ăn hết cả 4 lọ đấy. Đây thì còn 3 lọ thì ở dưới kia là chắc là có mạnh này, nó lại có giang nữa. Cắm biển ấy mà. Vậy có lẽ là ở đây sẽ là những cái viên gạch là cuối cùng rồi mà. Không biết là liệu còn thiếu tí nào không. Đấy. Bác thì đi lấy cỏ là còn nhặt luôn cả cái hạt chẩu này. Hạt này bán được 1 cân bao tiền đấy bác? 7.000 đấy. Cân 7.000 à? Nhưng mà khô là không khô? Khô là 10.000. À. Mùa này thì đi cắt cỏ này hay gặp hạt chẩu? Đấy gì? Đắc lần. Thằng nữ dân có nào xa gì khăn à? Hôm qua bác là chơi đến 2 giờ về à? Ờ. Ồ. Đến đi nhảy cả gáy mà. Vâng. Để bác thế nhỉ? Đấy, điệu đi thôi nhà anh nhỉ? Anh Phòng thì hiện tại là còn đang hơi ốm một chút của bác ạ. Một hôm một thôi anh ạ. Không à, cố quá thì thầy Thành có cố đấy. Anh lấy hộp trắng đi hết trước. Chú Toán ạ. Đây cho thấy trắng ở đây mà. Đây này. À đây cũng trắng à? Trắng là 3 hộp hay sao? Trắng là 3 hộp. Thế là vẫn còn thêm một hộp nữa. Ấy. Không được đâu anh Phòng ạ. Đấy, mấy hôm trước thì còn có cái tời đúng không bác? Còn tời xuống dễ dàng nhưng hôm nay thì tời thì các chú cũng đã gỡ đi hết rồi. Lại cái dây sắt ấy, sắt thì hôm nọ là các anh cũng các chú cũng gỡ đi làm mà nắp bể bể phốt với lại là thêm là cái bàn thái nữa. Thành ra là bây giờ thiếu một chút cái gì thì phải lấy vác là đi xuống cái này rồi. Đấy, các cô thì đi tận xuống cái kia rồi. Cô là vừa rồi là đi trước. Hôm nay thì đi xuống thì hơi thất vọng về ông một chút các bác. Mai thì sẽ bảo với lại ông sau. Sau một cái thời gian di chuyển thì bây giờ thì đến nhà của ông rồi. Đấy, dưới kia thì bắt gặp là bé Mạnh với lại là em Giang đang chơi. Đây là một cốc là cô là nhường cho Giang à? Vâng. Nhường cho con à? Nhường cho con ăn. Thế còn một cốc thì cô với lại là chị chia nhau đi. Thế nhường cho hai bạn nhỏ ấy. Cô cầm đi cô. Hai chị với cô chia nhau nhá. Thì cho cốc này cho hai bạn nào nhỏ này. Ai da. Chị với lại cô chia nhau nhá.
Đấy, cốc này cho hai bạn nhỏ này. Nào, Giao với lại Mạnh nào. Mạnh ăn chè không? Đấy. Đấy. Đấy, mỗi người một cốc nhá. Giao là đi học về lâu chưa? Mới về thôi. Mới về thôi á? Ồ, thế là mới về thôi là ra đây rồi à? Cùng với mẹ về. À, cùng với mẹ ra đây à? Vậy, cũng lấy gạch là về đến nhà rồi cô bác. Chắc là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã yêu quý tới cháu Lực cũng như những hoàn cảnh cháu Lực đang đi chia sẻ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những xóm tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Nào, Mạnh nào, khoanh tay nào. Chào tạm biệt các ông, các bà, tạm biệt sức khỏe. Rồi, nào, Giang nào. Con chào các ông, các bà. Rồi, đấy, bây giờ hai thanh niên ăn chè nhá. Mạnh cũng đem đi trên trên dấu để ăn nào. Mm-hmm.